Bảo Khánh xin kính chào quý khách. Một sản phẩm gốm sứ vẽ vàng là một sản phẩm được chọn lọc vô cùng tỉ mỉ. Người nghệ nhân đã chọn những hoa văn nổi bật độc đáo để vẽ. Và người thợ vẽ vàng phải đặt đến cảnh giới cao có trình độ. Để tạo nên những sản phẩm mang giá trị nghệ thuật đến tận tay người tiêu dùng, thì những người nghệ nhân không ngừng cố gắng, miệt mài, tỉ mỉ và tập trung cao độ. Bảo Khánh ngày hôm nay xin giới thiệu tới quý khách hàng sản phẩm bộ trà hoa ly đài các vẽ vàng. Sản phẩm vẽ vàng được tạo nên bởi một bàn tay của nghệ nhân tài hoa là một tác phẩm nghệ thuật được nhiều khách hàng săn đón nhất hiện nay. Nếu quý khách hàng yêu thích sản phẩm này, hãy liên hệ ngay với Bảo Khánh để được tư vấn nhanh nhất. Bảo Khánh rất hy vọng sẽ luôn nhận được sự tin tưởng và yêu mến từ quý khách hàng.